Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách về ý nghĩa phong thủy của họa tiết song ngư chầu nguyệt. Cá chép là loài vật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt. Dù chỉ là một loài vật bình thường, nhưng bằng sự mạnh mẽ, kiên trì, dám đương đầu với thử thách, loài cá này đã trở thành một sinh vật được nhiều người tôn thờ. Bởi vậy, khi có ai đó được thăng chức trong công việc, người đó thường được ví như là cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Còn về phần ánh trăng, mặt trăng tròn vành vạnh sáng trên trời cao lại mang đầy chất thi ca mộng mơ trữ tình. Chúng ta thường thấy mặt trăng hay được các nhà thơ, thi sĩ đưa vào trong thơ ca để ca ngợi vẻ đẹp của nó. Hình ảnh chung thể hiện một đôi cá chép đang bơi xung quanh vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng phản chiếu trên mặt hồ. Hình ảnh cá chép ngắm trăng không chỉ mang tính chất nghệ thuật đơn thuần mà còn đại diện cho những điều an lành, tốt đẹp. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.